mình đang học trường phố đặc nhiệm cấp high school Rạch Giá. Mình đang vẽ tranh bằng mẹ. Tiếng nó không đẹp nhưng đây là tấm lòng của con. Mẹ của con là một người rất bận rộn trong công việc nhưng mẹ muốn dành thời gian cho con. Mẹ con dạy con những điều hay, điều phải. Nhưng con không có mẹ, con chỉ là một cô bé nhút nhát. Con cảm ơn mẹ vì đã dành thời gian cho con, chăm sóc con, động viên cho con. Con xin hát một bài hát tặng.